Với mục đích góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị khi tham gia giao thông và nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, trật tự an toàn giao thông, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông. Ngày 1 tháng 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động đã uống rượu bia không lái xe của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Tại lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi toàn thể cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị, cán bộ chiến sĩ đã uống rượu bia không lái xe, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện tốt văn hóa giao thông, không uống rượu bia chất kích thích trước khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia chất có cồn khác trong thời gian làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời yêu cầu toàn thể cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động đã uống rượu bia không lái xe của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thường xuyên tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sĩ khi tham gia giao thông, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhân dân và người thân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.